vô minh. Minh được sanh khởi thì kheo cần phải từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, như vậy là xong phải không? À, kế tiếp, phàm các ác thú gì? Đời này và đời sau, tất cả vô minh làm gốc, làm cội rễ, dục tham được cất chứa. Vì rằng kẻ ác dục không xấu hổ, không kính, không kinh, từ đó mới có ác. Do vậy khi đi đọa xứ, vậy hãy nên từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi thì kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thì là xong rồi phải không chị? Trong trong cái bài kinh này nó có một chút hơi là lạ ngang quý vị. À, tại vì cái chữ đó, cái gì để ý nè, nếu mà vô minh á, ha, nếu mà vô minh á, thì đi đó, thì cái ác, các ác pháp nó sanh khởi và không sợ hãi, ha, tức là vô ý, vô thủy, vô quý, vô ý đó. Còn cái chữ mà nếu mà minh được đi trước, làm cho được các pháp thiện tiếp theo, à, làm cho pháp thiện tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Chỗ này nó hơi khó khó hiểu nè. Nếu nói đúng là các pháp là sợ xấu hổ và sợ hãi. Cái gì để ý chỗ điểm này nghe, nó hơi khó hiểu chút. Dạ, rồi sư đã đọc xong, kính mời vị kế tiếp ngang. Sư gửi mic lại cho MC. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Ca, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang Thượng Tọa Thanh Tâm, dạ con kính đảnh lễ Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong lum. Con xin đọc bài. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, vô minh đi trước làm cho đạt được các pháp bất thiện, tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỳ kheo, minh đi trước làm cho đạt được các pháp thiện, tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Phàm có ác thú gì đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc, làm cội rễ, dục tham được cất, chất được cất chứa. Vì rằng kẻ ác dục không xấu hổ, không kính, từ đó nó khởi ác. Do vậy đi đọa xứ, vậy hãy nên từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi, tỳ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, nghe pháp đã đọc bài xong, muốn mời bàn tay của Sư Thái Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thành Mời Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh,
kính định lễ và thanh tâm. Kính định lễ đầy đức Pháp Trang, kính chào quý anh chị. Con xin phép được đọc bài phẩm 40 kinh Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, vô minh đi trước làm cho đạt được các pháp bất thiện, tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỳ kheo, minh đi trước làm cho đạt được các pháp thiện, tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Phàm có ác thú gì, đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc, làm cội rễ, dục tham được cất chứa, làm kẻ ác dục, không xấu hổ, không kinh, từ đó nó khởi ác, do vậy đi đọa xứ. Vậy hãy nên từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi, tỳ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, ấy mình đã trả lời xong. Kính mời Vinh Giá Tha nói tiếp theo. Em kính mời Vinh ạ. Dạ, sa tu sa tu làm thầy xích tại mình. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng chẳng đạo tràng. Kính thưa, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc bài Thiên Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, vô minh đi trước làm cho đạt được các pháp bất thiện, tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỳ kheo, minh đi trước làm cho đạt được các pháp thiện, tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Phàm có ác thú gì, đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc, làm cội rễ, dục tham được cất chứa, vì rằng kẻ ác dục, không xấu hổ, không khinh kính, từ đó nó khởi ác, do vậy, đi đọa xứ, vậy từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi, tỳ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Nam Mô Tha Giá, con xin được xuống mic. Dạ, không thấy bàn tay, xin kính mời bàn tay các quý vị nào có thể đọc, giơ tay lên ạ. Dạ, kính mời xích được thủy. Dạ, xa thủ kính cảm ơn bác Thanh Á. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Tâm Pháp có thể cầm mic được không? À, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nghe. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay Tâm Pháp, Nhật Quỳnh xin đọc bài. Dạ, cảm ơn bác Thanh Á cho bài học bài 40 Tiểu Bộ Kinh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, vô minh đi trước làm cho đạt được các pháp bất thiện, tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỳ kheo, minh đi trước làm cho đạt được các pháp thiện, tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Phàm có ác thú gì, đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc, làm cội rễ, dục tham được cất chứa, vì rằng kẻ ác dục, không xấu hổ, không kính, từ đó nó khởi ác, do vậy đi đọa xứ. Vậy hãy nên từ bỏ dục tham và vô minh.
Muốn minh được sanh khởi, tỳ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Tâm pháp có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Tâm pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Giờ này con chưa thấy thượng tọa Pháp Thân vào đạo tràng, mà cũng không còn bàn tay nào nữa. Chắc mình thỉnh pháp sư đi ha, Vinh Quốc Thanh à. Chứ không lẽ giờ để băng mấy phút. Dạ, Vinh tính sao? Vinh cho Nhật Bình một tín hiệu. Dạ, xa thủ. Dạ, hôm nay bích ế. Dạ, xa thủ lành thai. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Vinh Quốc Thanh à. Dạ, xa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thần tọa Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ tiêu không đọc bài số 40. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á, cô ấy Minh, cô nghe pháp đã hoan hỷ ôn bài. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tịnh cung thịnh pháp sư trước khi thượng tọa Pháp Tân giảng bài 41. Dạ, trong khi chờ đợi sư thì Nhật Quỳnh xin phép được thịnh pháp sư dài một chút. Hãy Nhật Bình thấy sư vào thì Nhật Bình sẽ xuống mít. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma Chaloka Thi Ba Ti Sa Hầm Ba Ti Ca Tanh Ta Đi Anh Thi Qua Răng Aya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ca đề se tu tham măng hà nu cam bi măng ba chăng sa tham ma ve rim vi na danh cha ca văn Sô tan cha băng thăng ngà phi âm ma châm măng A cô ta danh tô ta tu sắc cha đăng đăng Ba bô thà nay dê bà đi ta gia mạch chê Ê quang sa hâm bà tì râm ma phà gà vanh tăng ngà gia cha thàng Tuấn hi pha vê na tăng buộc thô cà ruồn nhê na thị qua xa vàng Tăng ha buộc tha và bà nê na mì gà đa dặn tà tô gà tô Bánh cha quách gia đa dô nay dê à măng ba dê sĩ thâm ma tô Tà tô ba phu tì tăng buộc thô à nu na thâm ma đê xa năng sa ba tha ba ri sa ya a nu cam bam bi ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng khi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhân lời nhân chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thình giữ pháp từ đó là nhóm kiều trịnh như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm ca tam giới thừa ân phổ cập
Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni. Con xin phép được đọc chánh kinh trước khi con thỉnh sư giảng bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 2 hai pháp phẩm 2 bài 41 do Hòa thượng Minh Châu dịch tiệp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với u não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay trong hiện tại họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là thiện thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thối đọa trí tuệ. Hãy nhìn xem thế giới với hàng ngũ chư thiên an trú trong danh sách, nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Chính tuệ dẫn đến thể nhập được niết bàn và chân chánh quán trí. Sự hoại diệt sanh hữu chư thiên và loài người hoan hỷ được chiêm ngưỡng, chư Phật chánh đẳng giác. Những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ mang thân này, cuối cùng ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bụt Tha Giá. Bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tông trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đã thì chúng ta học qua bài số 41 La Mã. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh, chánh văn. Thì ở trong nội dung bài kinh này đã là một trong những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho cái pháp mà nếu như một người mà làm mất đi những cái giá trị trí tuệ của mình thì thật sự là thối đọa. Nhưng mà một người có được cái trí tuệ thì cái người đó sẽ là cái người đưa đến cái sự an lạc, tiến hóa ở trong tương lai cũng như giải thoát trong tương lai. Thì trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tông tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphiwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn
bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami, nhất tâm đại giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibano Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namassami, nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại, dâng đức lễ bái tam bảo một cách tấm tắc, nguyện cầu món tam bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thà Dạ. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quang Nghiệp, cảm ơn Quỳnh Bác. Ở trong phần chánh kinh này đó thì Đức Phật ngài dạy rằng là nếu một vị một chúng sinh nào đó mà bị thoái đọ ở trong thánh trí tuệ thì những chúng sinh ấy đó là gọi là khéo thoái đọa, cũng như là ở trong hiện tại thì họ đau khổ, là tương lai thì họ sẽ thân hoại mệnh chung thì sẽ sanh vào ác giới ác tú. Ngược lại đó là một chúng sinh nào mà nếu mà không bị thối đọa trong thánh trí tuệ và người đó ở trong đời sống hiện tại thì họ được an lạc, và trong tương lai thì họ sẽ sanh về thiện thú. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng trước nhất á, là hiểu cái gọi là thánh trí tuệ ở đây. Thánh trí tuệ, cái người mà thoái đọ cái thánh trí tuệ. Trí tuệ ở đây á, trước tiên muốn nói đến là cái trí tuệ của đối với một người phàm phu. Đối với một người phàm phu, bây giờ một người ở trong cái suy nghĩ bình thường của một người phàm phu thì cái người mà có trí tuệ đó thì họ cũng biết được nhân quả, luân hồi, nghiệp báo. Luân hồi, nghiệp báo. Và khi mà mình có được cái trí tuệ đó đó thì ít ra đó là trong đời sống mình được ngăn chặn những cái hành vi xấu, bởi mình hiểu được luân hồi, nghiệp báo. Luân hồi là như thế nào? Chúng ta thường là có cái hoài nghi về đời sống quá khứ của mình, không biết mình từ đâu sanh đến, và cũng không biết mình là từ ở một cái chúng sinh nào tái sanh lại. Sau khi mà mình từ đó thân hoại mệnh chung, là biết mình sẽ từ đâu, mình sẽ tái sanh lại về đâu. Thì cái điều đó nó tạo nên cái nghi vấn ở trong lòng của mình, trong lòng của mình. Và khi mà một người mà còn những cái sự nghi nan ấy về luân hồi nghiệp báo thì người ta sẽ sinh ra hai cái quan điểm. Một cái quan điểm là chấp thường có, thường còn. Một quan điểm chấp thường còn, có nghĩa là họ nghĩ rằng cũng chính cái linh hồn hay cái gì đó nó tiếp diễn mãi mãi từ đời này tới đời sau, và ở trong quá khứ cho đến đời này. Họ nghĩ cái đó đó là linh hồn, cái đó là tiểu ngã, cái đó là một cái gì đó, gọi một cái tên, và chính cái đó nó sẽ hiện hữu từ đời này sang tới đời khác. Cho nên là người ta chấp thường, chấp thường. Cái thứ hai trong một cái quan điểm nữa là họ cho rằng là chấp đoạn, tức là sau khi chết là hết, cũng không có đời trước và cũng không có đời sau. Mà cuộc đời này sanh ra đó là chỉ ngẫu nhiên thôi, chứ không thể nào mà có hết hoàn toàn. Và như vậy đó thì cái quan điểm của người đó, đó
họ cho rằng là sau khi chết là hết và cũng không có đời trước, tự nhiên có thôi, cũng không có đời trước và cũng không có đời sau, cũng không có đời sau. Thì cái người mà quan niệm như thế ấy thì rõ ràng là họ tạo ra cái nghiệp bất thiện mà họ không có về vừa chừng được là cái quả khổ nó ra như thế nào. Cho nên là họ nghĩ rằng không có cái đời sau, cho nên là không có người thọ lãnh quả của ác nghiệp và cũng không có người thọ nhận quả. Ngay cả cái người mà tạo, người tăng niệm tạo cái thiện nghiệp này thiện nghiệp kia đó cũng không có cái quả nữa. Thì cái này nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái người mà không có cái trí tuệ hiểu biết được cái luân hồi nghiệp báo, cái nghiệp báo đó, thì như chúng ta biết rằng có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Cho nên là không thể nói rằng một đời này mà duy nhất, mà cũng không thể nói rằng không có quá khứ mà cũng không có tương lai. Và quá khứ, hiện tại và tương lai nó là một cái chuỗi dài để nối tiếp cho một cái chuỗi sinh sanh tử luân hồi của chúng ta. Dù chúng ta là sanh lại làm người, hay chúng ta sanh lại làm chư thiên, phạm thiên, hay là các cái cảnh giới khổ, khổ thú, thì điều đó nó có diễn ra. Cho nên á, trước tiên đó là cái trí tuệ gọi là thánh trí tuệ. Hiểu ở đây là cái trí tuệ ở trên phương diện phàm phu trước. Bởi vì cái người mà hiểu được điều đó thì ngay lập tức là họ biết điều chỉnh được cái hành vi của họ. Và họ tin có quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Cho nên là vì vậy cho nên nếu một người mà hiểu được, biết tin được cái nghiệp báo, hiểu được, biết được cái nghiệp báo quá khứ luân hồi như vậy thì họ biết điều chỉnh, họ biết làm được những cái nhân lành để đưa đến quả vui. Họ biết là ngăn ngừa những cái nhân ác để tạo ra cái quả khổ. Họ biết như vậy. Cho nên là cái người mà hiểu được điều đó thì ở trên phương diện của một cái người phàm phu họ cũng hiểu được. Bởi vì cái sở hữu trí tuệ nếu nói trong vi diệu pháp á thì nó sẽ là hợp ở trong tâm thiện hiệp thới, tâm dục giới, tâm thiện. Một khi tâm thiện sanh khởi lên á, thì nếu mà cái tâm đó có trí, tâm thiện mà có trí đó thì người ta sẽ hiểu được điều đó. Còn cái tâm thiện cũng là tâm thiện nhưng mà nó ly trí thì người ta cũng không thể hiểu hết được hoàn toàn, mặc dù là cũng tâm thiện. Cho nên sở hữu trí tuệ thì nó là một cái tâm sở mà phối hợp với những cái tâm đại thiện tương ứng trí, và nó có thể hợp được ở trong tâm siêu thế, tức là trong tâm đạo, tâm quả. Trở lại đó thì khi mà cái người mà biết được cái cách của mình là đang bị thối đọa, ở trong kinh gọi là thiện xảo trong pháp tiến hóa, thiện xảo trong pháp thối hóa và thiện xảo ở trong phương tiện. Như thế nào được gọi là thiện xảo trong pháp thối hóa? Thí dụ về cái niềm tin của mình, trước đây mình có niềm tin, niềm tin của mình nó tốt, niềm tin của mình nó tương đối vững chãi, vững chắc. Có nghĩa là mình tin ở nơi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, mình tin vậy. Rồi mình tin ở nơi luân hồi nghiệp báo, thấy không? Mình tin ở cái chỗ là thanh tịnh do cái sự tu tập của mình đi đến cái sự thanh tịnh an lạc ở nội tâm. Mình tin như vậy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình bị mất đi cái niềm tin đó. Mình bị thối thất đi cái niềm tin đó. Thì mình biết rằng mình đang bị thối. Đang bị thối. Nhưng mà cái người mà biết được cái mình đang thối hóa đó thì cũng là một trong những cái hay. Cái hay là mình biết mình đang bị thối hóa. Còn đằng này nếu như một người mà không biết mình đang bị thối á, thì rõ ràng là họ họ lại rơi vào những cái tình trạng mà ở nội tâm của mình nó không được tốt.
không được tốt. Rồi bây giờ nè, chúng ta thấy rằng là một người mà chuyên về nội, chuyên về việc mà mình tinh tấn ở trong các cái thiện pháp, thường đó là ta hay có một cái chủ quan ỷ lại. Chủ quan ỷ lại, chủ quan ỷ lại là mình nghĩ rằng tu bấy nhiêu là đủ rồi, tạo bao nhiêu thiện nghiệp đó là đủ rồi, bố thí cúng dường bao nhiêu là đủ rồi, trì giới bao nhiêu là đủ rồi, ngồi thiền bao nhiêu là đủ rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã làm những điều đó là quá tốt rồi, quá đẹp rồi, quá hoàn hảo rồi. Nhưng mà sự thật ra là cái đó là cái quan điểm suy nghĩ của những người phàm phu. Phàm phu. Mà phàm phu là phàm phu ở đây muốn nói là phàm phu thông thường, phàm phu bình thường. Còn nếu mà mình nói rằng những chúng sinh mà gọi là Bồ Tát á, Bồ Tát mà chánh đẳng giác á, thì những vị ấy á, có những cái pháp mà gọi là thiện pháp á, là không bao giờ thấy đủ. Không bao giờ thấy đủ. Bởi vì nếu mà mình thấy là bấy nhiêu trì giới là đủ, bao nhiêu tham thiền là đủ, và bao nhiêu bố thí cúng dường là đủ, và bao nhiêu học Phật pháp là bao nhiêu đó là đủ, hoặc là bao nhiêu đó là đủ, thì chúng ta tự cho là đủ thì chúng ta bị một cái bệnh gọi là tự mãn. Và do đó đó là chúng ta bị dậm chân ở tại chỗ, chúng ta không tiến được. Mà cuộc tu á, mà không tiến á, thì sẽ bị lùi, chứ nó không có đứng yên, khó lắm, không đứng yên. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong kinh Đức Phật dạy đó là mà thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp đẩy lùi, mà ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp đẩy lùi thôi. Cho nên cuộc tu này là mình cuộc tu phải có sự chuyên cần nỗ lực liên tục để rồi đẩy lùi những cái ác pháp, chứ còn nếu không đẩy lùi thì ác pháp sẽ lấn áp thôi, ác pháp sẽ lấn áp. Do đó là thiện pháp bị đẩy lùi, bị đẩy lùi. Và khi đó đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một cái người mà hiểu được cái sự tiến tối thối quá của mình thì tốt. Tại vì họ hiểu được thì họ biết rằng cái cách nào để làm cho họ được tiến hóa, làm cho họ được tiến hóa lên đi, là thiện xảo ở trong pháp tiến hóa, rồi thiện xảo ở trong phương tiện nữa. Phương tiện là sao? Thiện xảo trong phương tiện đó là mình biết cách để làm cho cái đời sống tu tập của mình là tốt. Theo tịnh đạo thì chúng ta biết rằng mỗi người có một tính khác nhau, một cơ tánh khác nhau. Nói trong kinh được gọi là cơ tánh. Thì theo thanh tịnh đạo thì có 6 cái tánh: tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh tính và tánh giác. Tùy theo cái cơ tánh đó. Và như thế nào mà để cho chúng ta biết rằng là cái tâm của mình nó có những cái phinh hướng như thế nào, và phinh hướng đó nó sẽ làm cho mình bị thối lạc. Thì ở trong hiện tại đó, là nếu mà mình để cho cái tâm của mình bị thối đọa như vậy đó, thì ở hiện tại đó là như trong kinh nói là mình không được an vui, tức là nhiệt não tàn hại khổ đau gì đó. Bây giờ là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa tà kiến, lửa hoài nghi, lửa nhã mạn, nó sanh khởi lên để mà làm cho cái nội tâm của mình nó không có thể tiến hóa được. Mà ở đây đó thì chúng ta biết rằng một cái người mà bị chi phối phiền não thì thật sự là cái tâm của họ nó nóng lắm, nó nhiệt não lắm, mà nóng lắm, nó rai rứt, nó khó chịu, nó bồn chồn, nó không định tĩnh được, nó không định tĩnh được. Một khi mà tâm thối thất á, thì đời sống tu hành nó cũng bị thối thất. Và khi thối thất là hiện tại là không được an vui, không được an vui. Cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng cái người mà giữ cái tâm của mình, hay hoặc là điều cái tâm của mình, thì cũng như là dẫn nước vào trong ruộng nương như thế nào, thì cái người đó họ biết cách, người làm ruộng biết cách là dẫn cái dòng nước nó
đi vào trong ruộng của mình như thế nào, có cách. Thì cái người tu cũng vậy, điều cái tâm của mình cũng như vậy. Tức là mình biết cái tâm nào mà nó hướng đến tham, hướng đến sân, hướng đến si, hướng đến tà kiến, hướng đến hoài nghi, thì ngay lập tức là chúng ta ngăn chặn nó liền. Thì cái người mà thiện xảo trong pháp thối hóa, có nghĩa là họ biết cách, họ biết như thế nào để họ bị thối hóa, thì họ nhận trực nhận ra là làm như vậy thì mình cũng đang thối hóa, cho nên là người ta điều chỉnh liền. Mà cái người mà bị thối hóa thì hiện tại đó họ không được an lạc, và tương lai thì họ sẽ dễ dàng sanh trong khổ thú. Vì sao? Chúng ta thấy rằng là nếu mà nội tâm không định tĩnh và đời sống của họ, họ do cái phóng dật đó, do cái khinh suất đó, tức là việc dễ vui đó, mà tạo cho họ bị tạo ra cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu. Mình nói vậy á, chứ cái lời nói của mình hàng ngày nhiều khi mình không khéo đó, dễ dàng bị sinh ra cái ác khẩu lắm ạ. Không thôi á, là cái tâm tà kiến của mình, hay cái tâm bất thiện của mình nó sanh khởi. Thì như vậy đó, thì mình phải biết phòng hộ cái tâm của mình. Thì khi mà có phòng hộ như vậy thì đời sống của họ sẽ được an lạc. Còn không á, thì đời sống mà khi mà mệnh chung á, cái tâm mà bất thiện sanh khởi á, thì người đó họ sẽ sanh vào ác thú. Bởi vì như thế nào? Trong kinh Tăng Chi ví dụ rằng là cái người mà sanh cảnh giới an lành á, thì giống như là cái sừng của con bò, hai cái sừng của con bò. Và cái người mà sanh cảnh giới khổ đó thì giống như hai cái số lông của con bò. Người sanh cảnh giới khổ thì như số lông con bò. Tại sao? Chỉ cần một cái niệm bất thiện thôi thì họ có thể sanh cảnh khổ. Nhưng mà chúng ta đó, thì cái người mà tu tập mà trong đời sống hàng ngày, nếu mà để mình để thất niệm, mình để mình nhớ dây dẫn về những cái pháp bất thiện không, nào là tham, nào là sân, là si, mà mình không kịp điều phối của mình, điều phối cái tâm của mình, thì đó là mối nguy hại, tâm tán loạn. Và khi mà tán loạn thì sanh khổ cảnh, tâm tán loạn sanh khổ cảnh. Cho nên là để mà sanh cảnh khổ thì Đức Phật ngài ví dụ giống như là số lông của con bò vậy. Và có một cái ví dụ nữa là một cái chuồng bò mà được nhốt hết các con bò lại, và khi mà người chủ mở cái cửa chuồng ra thì con nào đi trước ra trước nhất, thì hiểu rằng ở đây đó là cái con nào đứng gần của chuồng bò thì cái con đó sẽ ra trước nhất, chứ không có nghĩa là cái con đứng tuốt ở trong mà nó nhảy ra được. Nó phải cái con nào mà đứng gần cái chuồng, cửa chuồng, thì cái con đó khi mà người chủ mở cửa chuồng thì cái con bò đó sẽ đi chạy ra trước được. Đó là như vậy. À, như vậy thì ở đây đó là chúng ta hiểu rằng một cái khi mà chúng ta bị cái thoái đọa về thánh trí tuệ thì chúng ta bị dễ sanh khổ cảnh là vậy. Ở trong hiện tại là cũng không được an vui. Bây giờ nói đến cái trên phương diện thứ hai nữa đó là nếu một vị thì một người này các tỷ theo, những chúng sinh nào không bị thối đọa về thánh trí tuệ, những chúng sinh ấy không thối đọa ngay trong hiện tại, họ được an trú trong an lạc, không bị tàn hại, không bị u não, không bị nhiệt não, sau khi tâm quả bệnh chung chờ đợi ở là thiện thuốc. Trước tiên đó là chúng ta hiểu rằng cái thánh trí tuệ đây, hiểu ở đây cái khía cạnh thứ nhất á, là chúng ta hiểu đó là hiểu được nhân quả, biết được nhân quả, và biết cái cách nào mà tâm mình bị thối đọa, và biết cách nào làm cho tâm mình được tiến hóa. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị phải suy nghĩ lại đó là trong kinh của dạy là cái niềm tin của mình á, cần phải có. Nếu như mà mình không có cái niềm tin á, mình bị mất cái niềm tin, thì một lúc nào đó mà mình bị mất niềm tin thì rõ ràng là cái sự tai hại cho chính mình,
tai hại cho chính mình, mất cái niềm tin về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Nói điều này để cho quý vị thấy rằng không phải đơn giản là mình tin được có thể thấu suốt hết được cả luân hồi nghiệp báo mình đâu. Vẫn có những cái lúc mình bị nghi nan phân vân thì đó, cả luôn cả cái nghiệp báo nữa. Nhiều khi đó là mình ăn hiền ở lành, mình tu tập vậy mà tự nhiên là bị cái gì đó nó xảy ra làm cho cái cuộc đời mình nó khốn đốn, rồi mình bị mất đi cái niềm tin. Nếu mà mình không vững cái niềm tin thì rõ ràng là mình bị thoái thất niềm tin. Mà nghiệp báo thì rồi đó, đâu phải là chỉ một đời hai đời, có những cái nghiệp mà nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại đó. Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện vậy, có cái nghiệp thì nó trổ ra ở đời sống kế tiếp, rồi có những cái nghiệp đó, nó sẽ trổ ra bất cứ một cái kiếp nào trong đời sống mình. Mình đang tu tập về tự nhiên cái ác nghiệp nó trổ ra thì mình cũng phải chịu thống khổ như bao nhiêu người khác thôi, tùy vào cái nghiệp của mình đã tạo ra. Rồi ngay cả cái người mà mình tạo cái nghiệp thiện cũng vậy, đương không thì họ đang khốn đốn, nhưng tự nhiên họ được tiến hóa, họ được cuộc sống, họ được an lạc về vật chất, an lạc về nội tâm, về tinh thần, thì phải nói là họ có cái phước thiện của họ. Cho nên là chúng ta đó là chưa có thể hiểu được thấu hết được cái lý nghiệp báo. Nhưng mà đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì Ngài là thấu triệt hết tất cả những cái lý nghiệp báo đó, biết được nguồn gốc sinh cội ra sao tất cả các thứ ở trên cuộc đời này, không có nhiễm nhiên mà nó có, không ngẫu nhiên mà có, mà phải có cái nhân quả đó, có nhân có quả, có nghiệp thiện nghiệp ác bất thiện. Thì mỗi một cái nghiệp như vậy do chúng ta giả tạo thì điều đó có cái kết quả của nó, có cái kết quả nữa. Cho nên cái người mà hiểu được điều đó thì chúng ta biết rằng cái nội tâm của mình nó bị bệnh nhơ á, tham sân si tà kiến hoặc là hoài nghi. Cho nên là khi nào cũng vậy, mình nghĩ một chút á, cái tâm của mình nó cái tâm của mình có khi mình nghĩ điều này điều kia làm cho mình mất đi cái niềm tin. Nhưng mà một cái người mà có niềm tin chính đáng á, thì ở đây mình phải có cái niềm tin, không phải đợi tới cái trí tuệ của bậc thánh. Bởi vì bậc thánh á, là trí tuệ của bậc thánh là kiên cố, còn đối với trí tuệ phàm phu thì nó không kiên cố. Nhưng mà nếu như một cái người tu tập mình nó tốt đó thì cái niềm tin của mình nó cũng là tương đối là vững chãi đó, vững chãi đó. Dù gì đi nữa thì mình không có thay đổi được. Sự thật ra đó thì một người mà hiểu được điều đó, hiểu được cái nhân quả nghiệp báo thì người ta luôn luôn tránh những điều ác. Dù một cái niệm nhỏ thôi, cái ý niệm nhỏ về cái ý nghĩa niệm bất thiện nhỏ thôi thì người ta cũng cố gắng loại bỏ nó, chứ không nghĩ nó nữa, không có bất ý nghĩ đến nó nữa, cái tâm mình không nghĩ đến nữa. Rồi ngay cả cái lời nói cũng vậy, người ta không có tạo cái nghiệp bất thiện từ cái nghiệp khẩu, khẩu nghiệp bất thiện. Cái khẩu nghiệp bất thiện thì đưa đến quả khổ. Rồi là người ta không có cái thân nghiệp thiện nữa, tránh xa những cái thân nghiệp bất thiện, mà họ cố gắng thực hành lời nói thiện, lời nói thiện. Thí dụ như bây giờ nè, mình biết cái gì, lời gì mà cái điều gì mà nó mang đến cái đời sống của người ta được niềm tin, được tăng trưởng, giới hạnh được tốt đẹp, rồi sự phục vụ tam bảo hay là phục vụ quần chúng, rồi có cái pháp là cung kính chẳng hạn, thì mình nên dùng cái lời nói mình khuyến khích người ta. Vừa bản thân mình tu tập mà vừa là mình phải khuyến khích người ta, động viên người ta. Mình làm được điều lành và mình cũng khuyến khích người khác làm được điều lành, động viên người khác làm được điều lành, sách tấn người khác làm được điều lành, thì mình cũng có phước chứ. Cũng có phước. Như vậy thì họ hiểu rằng là mình nói cái lời nói là lời nói chân chánh. Giống như là Phật dạy ở trong kinh á, Ngài nói các thầy tỳ kheo khi mà hội họp nhau là có hai việc nên làm.
Một là nói năng như chánh pháp, hai nữa là yên lặng như bậc thánh. Có nghĩa là nói năng như chánh pháp là ở đây là mình dùng lời nói gọi là Phật ngôn, dùng lời nói thiện ngôn để mà mình sắp tấn động viên cho người ta hướng đến điều thiện, làm được những điều thiện. Thì cái lời nói nó tốt chứ. Lời nói mà được hoàn hảo đó là nói bằng tâm từ, thấy không? Lời nói mà nói được hoàn hảo là nói mang đến sự lợi ích cho người khác, dù lợi ích ở đời hay lợi ích ở đạo, bằng với cái tâm thiện của chính mình. Lời nói là dựa trên cái sự chân thật, tức là đúng sự thật. Lời nói là bằng khởi bằng cái tâm từ của mình. Nếu mà mình không có khởi bằng cái tâm từ, bằng những cái tâm sân hận, thì không thể nói lời nói là lời nói thiện được. Như vậy thì ở đây đó là cái người mà biết được cái đời sống mà bị thối đọa như vậy, do vậy thì họ tránh đi những cái lời nói không tốt, mà họ lại nói những nói thiện, nói tốt. Thế nữa là hành động. Cái hành động ở đây đó thì chúng ta cũng biết đó là thân có thân thì mình phải làm thôi, không? Mình tạo cái này tạo cái kia, ở trên phương diện của người xuất gia, ở trên phương diện của người tại gia cư sĩ, thì quý vị biết rồi, cái thân của mình đó, thì một người cư sĩ thì mình biết giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống các cái chất say, vân vân. Mình biết tránh những điều đó. Hay hoặc là điều gì mà gọi là mang đến tổn hại người, tổn hại mình thì không nên làm, tổn hại người lợi ích mình mà cũng không nên làm, lợi ích người mà tổn hại mình thì cũng không nên làm. Mà ở đây khi chúng ta làm việc gì mà mang đến lợi ích cho người, lợi ích cho mình thì cũng nên làm, nên làm những việc đó. Thì ở đây đó là tránh xa những cái ác nghiệp mà họ luôn luôn thực hiện những cái hạnh nghiệp lành ở trong đời sống. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là nhiều khi đó mình phục vụ cho cái chung, mình nghĩ đến cái đại thể, nghĩ đến cái quần chúng chung á, thì chúng ta có phước lắm nha. Có phước lắm. Chúng ta nghĩ đến cái việc chung á, thí dụ như mình phục vụ Tam Bảo, mình phục vụ một cái lớp học và phục vụ ở cái quần chúng, hướng cho người khác tu tập đó, thiện nghiệp đó, thì chúng ta có phước lắm. Có phước lắm. Thì cái người mà nghĩ đến những cái thiện nghiệp đó, thì họ luôn luôn tích trữ những cái thiện nghiệp lành, thiện nghiệp lành ở trong đời sống. Và khi mà họ tích trữ những cái nghiệp lành đó, thì họ không bao giờ mà thấy áy náy ở trong nội lòng của mình. Biết tránh xa những điều ác, mà họ biết thực hiện những cái hạnh lành nữa, thì như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy đó, là mình làm lành đó, thì tâm mình quan hỷ mà người khác cũng hỷ nữa. Làm lành danh tỏ rạng như lên đỉnh Triết Sơn, làm ác nghiệp đen thẳm như bắn cung đêm hôm. Thì cái người mà làm lành đó, thì tự động là ai cũng biết đến mình. Làm thiện đó, thì ai cũng biết đến mình, mặc dù mình không cần phải khoe khoang hay là mình cần hô to lớn tiền hô hậu ổn gì, hữu xạ tự nhiên hương. Tức là mình làm những cái việc thiện, việc lành là tự động là người khác cũng biết, và đặc biệt là trong nội lòng của mình luôn luôn có sự an vui. Tại vì sao? Tại vì mình không có làm gì tổn hại cho chúng sinh khác, cũng không làm gì tổn hại đến cho mình, cho nên ở trong nội lòng là họ khi nhớ đến những điều thiện thì tự động họ vui, họ quan nghĩ. Rồi khi họ quan nghĩ như vậy đó là một điều tốt, điều tốt. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái người mà làm được cái việc lành á, thì cái tâm của họ nó khi họ mệnh chung á, thì cái tâm của họ không có rây rứt, thì họ sẽ sanh thiện thú, sanh cảnh giới an vui. Chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện của một
Thiện Nam. Ông Thiện Nam là đời sống hàng ngày đó là thường xuyên giữ giới, thường xuyên bố thí cúng dường, thường xuyên thực hành những thiện pháp. Nên cái giờ phút lâm chung á, thì ông thấy sáu chiếc xe ở sáu cõi trời đến rước ông. Thật sự ra là ông quan hỷ, nhớ đến những điều thiện quan hỷ, nhớ đến điều thiện quan hỷ. Và cái gì đang chờ sẵn, đang chờ sẵn, tức là cõi cõi lành. Chú ở đây hiểu là cảnh giới, chữ gác tí, tức là cảnh giới mà chúng ta sẽ có mặt ở đó. Mà thiện tố an lành, cảnh giới an lành. Cho nên là khi mà là một trong những cái điều chỉnh ở nội tâm của mình, thực thì những điều là ở hiện tại an lạc, và trong tương lai họ cũng sanh thiện thú được an lạc. Cái sánh trí tuệ ở đây muốn nói nữa đó là gì? Quý vị thấy rằng là đối với bậc thánh tu đầu vườn đấy, thì đây đã được nói đến là cái trí đạo. Sở hữu trí tuệ nếu nó trong di diệu pháp thì nó sẽ hợp ở trong siêu thế, trong tâm siêu thế. Nó thì ở trong tâm thiện, trong đại tâm đại thiện tương đương trí đó. Nhưng mà nó học ở trong tâm siêu thế, bất cứ một tâm siêu thế nào thì có sở hữu trí tuệ đó. Mà đặc biệt là gọi là sơ đạo tu đầu vườn, sơ đạo tu đầu vườn. Bởi vì cái sơ đạo từ ở cái mức độ là chuẩn bị cận hành thuận thứ ở trong cái sát na lộ trình tâm đó. Lộ trình tâm chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc đạo quả, thì cái chuẩn bị cận hành thượng thứ là những cái tâm đại thiện nguyên trí từ ở một cái giai đoạn của người phàm phu, đại thiện tương ương trí. Chỉ có cái tâm có cái trí tuệ ở trong tâm đại thiện tương ương trí ở giai đoạn dục giới đó, thì nó là giai đoạn để chuẩn bị rồi tới là tâm đạo, chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc đạo. Thì trước đó là những sát na đó là đều là tâm thiện, đại thiện dục giới tương ưng trí hết, dù là thọ xả hay là thọ hỷ. Rồi bây giờ tâm đạo thì ngay cái lúc mà sát na của tâm đạo sanh khởi lên thì là một cái trí tuệ để cắt đứt những cái phiền não, cắt đứt phiền não. Chúng ta hiểu là cắt đứt nó khác, nó khác với lại cái che ngăn. Cái kia là tạm thời, cái thiền chứng của thiền nghiệp tế nó là tạm thời, nhưng mà cái trí tuệ của bậc thánh là cắt đứt, đoạn bỏ. Một cái là đoạn bỏ, đào tận gốc, còn một cái thì không đào tận gốc mà chỉ đè lên thôi, nó không lên được, nhưng mà đến lúc mà dở ra thì nó lên được. Còn cái này là cắt đứt luôn, tận gốc luôn, thì không có cái cơ hội sanh khởi nữa. Có nghĩa là phiền não được đoạn tận. Mà đối với bậc thánh tu đầu vườn á, thì cái tâm sơ đạo sanh khởi lên á, là cắt đứt được ba cái phiền não đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Ngay cả cái kiến chấp về tôi, tự ngã của tôi thấy không? Tôi tự ngã của ta, cái đó nó liên quan đến năm quẩn. Mà năm quẩn á, thì là do cái ngã chấp. Mà cái ngã chấp là từ đâu có? Từ ở cái tham ái. Cho nên trong giáo lý duyên khởi đó, chúng ta thấy rằng ái thì sẽ là duyên cho thủ. Ái là duyên cho thủ thôi. Vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, lục xúc duyên cho thủ, duyên cho thủ. Cho nên hả, sáu căn phát ái dục ra cũng như giống cỏ ma la mọc tràn. Đức Phật này ví dụ trong kinh Pháp Cú, ở trong sáu căn của mình, phiền não nó không phải nằm trong con mắt, phiền não cũng không phải nằm ở ngoài cảnh sắc, phiền não không phải là nằm ở trong lỗ tai, mà phiền não cũng không thể nào nằm ngoài cảnh thân, mà tự động nó phát sinh. Giống như chúng ta là tự động phát ra tiếng kêu,
không thể nói nó nằm ở đâu, nhưng mà hai cái chúng ta chạm lại là tự động nó kêu thôi. Thì cũng như vậy, ái nó tùng sao đó, ái nó tùng do tâm chưa đoạn tận, cho nên là ái nó sẽ sanh khởi từ đó. Sáu căn phát ái dục ra cũng như giống cỏ ma la mọc trạc, tức là cái giống cỏ mình ví dụ giống như là giống cỏ canh tranh, cỏ gấu, cỏ cú, nó cứ lan hoài, nó cũng khó diệt lắm. Thì như vậy, nhưng mà đối với bậc thánh tu đầu vờn á, thì ở đây nó là trí tuệ, có thể nói là trái thánh của bậc sơ đạo. Trước tiên là nói đến sơ đạo, với cái giai đoạn mà từ ở phàm mà sang thánh, từ cái sát na chuyển tập, tức là chuyển từ ở giai đoạn của một người phàm phu và sang đến một bậc thánh, mà bậc thánh ở đây là bậc thánh tu đầu vờn, là vào một cái dòng chắc chắn rồi, và vị ấy sẽ đoạn được cái hoài nghi. Như chúng tôi đã nói là cái niềm tin, cái nghi nan nó nhiều quá, cho nên là nó sinh ra những sự trở ngại, chướng ngại cho cái đời sống luân hồi, khổ đau cho mình. Mà ở đây bậc thánh tu đầu vờn đoạn trừ được nghi, đoạn trừ được cái kiến chấp về ngã và ngã sở liên quan đến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, ngã và ngã sở đó. Cho nên tôi và của tôi, hoặc là tự ngã của tôi, cái chấp đó, bởi vì ái sẽ là duyên cho thủ, mà thủ đây là sự nắm chắc, nắm giữ, không buông bỏ, liên quan đến dục thủ, liên quan đến kiến thủ, liên quan đến ngã chấp thủ, cả luôn cả liên quan đến kiến thủ, giới cấm thủ luôn. Nhưng mà phải nói là cái ngã chấp đó, nó nặng lắm, nó nặng lắm. Bởi vì vậy cho nên là cái luân hồi khổ, luân hồi khổ. Như vậy thì ở đây đó là cái trí của gọi là thánh trí tuệ, mà chúng sanh ở trong hiện tại nếu mà có được cái thánh trí tuệ như vậy, hiểu việc biết được nhân quả, nghiệp báo luân hồi, và cái thánh của cái trí tuệ của một bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh tu đầu vờn, thì vị ấy sẽ đoạn tận được cái căn gốc phiền não, giảm tầng tầng lần lượt. Vì gì? Vì đó là chắc chắn là không sanh vào khổ cảnh rồi. Vị thánh tu đầu vờn là không sanh vào khổ cảnh rồi. Và vị đó đó là đoạn được cái nhân mà để đưa đến khổ cảnh, cho nên vị đó không sanh vào khổ cảnh, không sanh cảnh. Và vị đó đã giảm bớt được cái dòng luân hồi của mình, có nhiều lắm thì cũng không quá 7 kiếp đâu. Còn đối với chúng sanh phàm phu á, thì phải nói là triền miên, tiền tiền vô thủy và hậu hậu vô chung, tức là không có cái biết điểm khởi đầu từ đâu, và cũng không biết điểm chung kết từ đâu, không biết từ đâu. Như vậy thì ở đây đó là cái Đức Phật này muốn nói là cái thói đọ ở trong cái trí tuệ của mình á, mình không biết về nhân quả, nghiệp báo luân hồi, không biết như thế nào là tâm được an tịnh, thanh tịnh, như thế nào là tâm bận như cấu huế. Chúng ta phải biết được điều đó. Và biết được điều đó thì chúng ta ngay lúc đó chúng ta điều chỉnh được cái nội tâm của mình. Ở trong cái nội dung của bài kệ này á, thì Đức Phật này dạy là thói đọ khỏi trí tuệ, hãy nhìn xem thế giới với những hàng gì? Với những hàng chư thiên an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Chính tuệ dắt dẫn đến thể nhập được niết bàn và chân chánh quán tri, sự hoại diệt sanh hữu, chư thiên và loài người quan hỷ được chiêm ngưỡng, chư Phật chánh đẳng giác, những bậc giữ đáng chánh niệm, đây đầy đủ giới trí. Giới trí tuệ mang thân này cuối cùng, hiểu là như vậy. Cho nên là khi nào mà thánh của trí trong của bậc thánh thật sự là từ sánh tu đầu vờn, rồi A-na-hàm, tư đà hàm, A-na-hàm, cho đến bậc A-la-hán, thì mới thật sự là chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn nói với bậc thánh tu đầu vờn á, thì cái đời sống luân hồi nó được cắt giảm bớt rồi, không còn đọa vào bốn đường ác đạo nữa rồi. Khi mà mình còn phàm phu á, thì luân hồi nó dài lắm,
Và khi mà chứng quả thánh đó, thì nó gọn bớt rồi, nó gọn không còn nhiều nữa. Thì cái bài học hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Phật tử sắp bằng lăng ra khăn tử sắp bê đê, tất cả hạnh phúc an con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành tai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Dạ đề quá ta sam ti vi ha ra wa si ni thu về gà rê bồ thi gà rê tà hình ta tham a đà đề na pa quan ti ta so thiên gà ron tê tha vi ha ra măng đà lê thê đà cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca gà ma cha đê sa ni gà ma cha ít sa ra Sapana puta sukita pawan tu te cha namu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta tha vo papati ka ne ya ni kang dhamma wa rang patip cha te sappe pi dukkha sakharon tu sangha yang tha tu ki rang sa tang dhammo dhamma thara cha putkala Sang khô ngô tu sa mắc vô hoa Áp tha giá cha hi ta giá cha Âm hê rác khăn tu sắc thẩm mô Sắp bê bi thầm ma cha ri nô Vốt thêm sầm pa phu ni ya ma Thầm ma ri ya pa quê đi tê. Dạ, anh con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.